chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với bản tin cập nhật của chúng tôi liên quan tới dịch COVID-19. Tôi tên là Hà Thong và tôi sẽ thay mặt cho văn phòng MTA MAO để gửi tới cho tất cả các bạn những thông điệp này. Và sau đây là những cập nhật của chúng tôi liên quan tới dịch COVID-19 vào tháng 1 năm 2022 theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh tiểu bang North Carolina. Xin lưu ý rằng những cập nhật này có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Biến thể Omicron. Virus luôn thay đổi, đột biến và các biến thể hoặc chủng mới của virus sẽ luôn xuất hiện. Các bằng chứng ban đầu cho thấy biến thể Omicron có khả năng lây lan gấp 4 đến 6 lần so với virus COVID-19 ban đầu. Nhiều người bị ốm sau các buổi tụ tập đông người trong những ngày lễ vừa qua và vì sự xuất hiện của các biến thể COVID mới. Cách tốt nhất để làm chậm sự xuất hiện của các biến thể mới là giảm sự lây lan của virus bằng cách thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân như đeo khẩu trang, hạn chế ở trong các môi trường đông người và quan trọng nhất là tiêm phòng. Vaccine chủng ngừa COVID-19 có sẵn cho tất cả mọi người từ 5 tuổi trở lên. Chúng tôi có thể giúp bạn đặt lịch hẹn cho bạn và gia đình của bạn. Hãy gọi cho văn phòng của chúng tôi tại số điện thoại 336-373-1812 hoặc vào trang Facebook của chúng tôi Montana American Organization để được nhận sự giúp đỡ. Chúng tôi cũng cung cấp khẩu trang nếu bạn cần. Bây giờ bạn có thể đặt mua bộ dụng cụ tự kiểm tra nhanh trực tuyến. Điều này là miễn phí và một hộ gia đình có thể có tối đa 4 bộ dụng cụ thử nghiệm COVID-19. Bạn có thể nhấn vào đường link ở dưới phần mô tả hoặc liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần sự trợ giúp. Chúng tôi mong muốn các bạn hãy chia sẻ những thông điệp này tới gia đình và cộng đồng của bạn. Xin hãy cố gắng bảo đảm sự an toàn cho bản thân bạn, người thân cũng như là những người xung quanh bạn. Xin thân ái chào tạm biệt và xin gặp lại các bạn vào bản tin tiếp theo của chúng tôi.